Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây tội phạm quốc tế Jinbian, trong đó có nhóm chuyên rửa tiền tại Việt Nam qua cổng trung gian thanh toán. Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8 năm 2022, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985 ở thành phố Hà Nội, vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online. Công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán Alpha nên đã liên hệ gửi thông tin để xin việc. Sau đó một phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị L truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L được cấp ID để làm nhiệm vụ. Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 đến 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một số đối tượng đã liên hệ với chị L qua ứng dụng Telegram, hướng dẫn, giới thiệu, yêu cầu chị L nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và được nhận hoa hồng. Sau đó, nạn nhân bị đưa vào nhóm, nhận nhiệm vụ cao hơn. Số tiền yêu cầu chuyển khoản nhiều hơn. Các đối tượng nại ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị L chuyển khoản thêm tiền. Cố để lấy lại tiền, trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, chị L đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Cuối cùng vẫn không rút được tiền, chị L nhận ra mình bị lừa và đến Công an thành phố Hà Nội trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L được chỉ định chuyển tiền đến do bộ phận 777 Pay thuộc tổ chức tội phạm Jinbian quản lý. Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty đặt trụ sở ở tòa nhà Star City tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Bộ phận 777 Pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Ji Bao, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc làm quản lý. Bộ phận 777 Pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán VNPay có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển tiền và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền sạch. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết thuê bộ phận 777 Pay rửa tiền. Bộ phận 777 Pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Mạc Bình Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc bộ phận 777 Pay điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng là nhân viên bộ phận 777 Pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống VNPay. Đối với nhóm xuất tiền gồm các bị can Mạc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Trắng Hẻn Phấn đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này là đồng phạm giúp sức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Đối với những người nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, theo cơ quan công an, họ nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, do đó cơ quan chức năng đã truy tố đưa họ ra xét xử về tội rửa tiền. Ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Bình Hưng cùng 20 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 5 tới. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản đối với Lương Thị Nhung, sinh năm 1993, trú phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lương Thị Nhung là nhân viên tiệm vàng Kim Hương I người đã có hành vi trộm số lượng vàng khủng vào tháng 9 năm 2021 đã bị đưa ra xét xử. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận cả nước. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lương Thị Nhung vào làm việc tại tiệm vàng Kim Hương I, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài và được quản lý tiệm vàng giao quyền quản lý khi đứng bán tại quầy bán vàng nữ trang. Từ khoảng tháng 11 năm 2018, do nợ nần, cần tiền tiêu xài, cùng với đó Nhung thấy công tác quản lý tài sản tại quầy có nhiều sơ hở nên đã nảy sinh ý định lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt vàng. Sau khi chiếm đoạt được vàng, Nhung mang đi cầm cố tại nhiều tiệm vàng cầm đồ khác nhau trong tỉnh. Để che giấu nhân thân, lai lịch, khi đi cầm vàng, Nhung cung cấp nhiều tên và số điện thoại giả cho các chủ tiệm vàng, tiệm cầm đồ. Ngoài ra, Nhung còn nhờ chồng là Đoàn Minh Phụng cùng một số người thân mang đi cầm cố giúp. Để thực hiện ý định, khi có khách đến xem vàng nhưng không mua thì Nhung sẽ bỏ vàng xuống khay trong hộc tủ phía dưới quầy trưng bày, để đến cuối giờ làm thì cho vào túi mang về nhà. Cùng với đó, để che giấu việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Nhung còn gắn phiếu mã vạch vàng của tiệm vàng vào nhiều nhẫn vàng giả và tem có giá trị lớn lên nhẫn vàng thật có giá trị nhỏ để đưa cho người được giao kiểm tra khi có yêu cầu. Trong quá trình làm việc, Nhung không xin nghỉ việc riêng. Vì lo sợ khi nghỉ thì chủ tiệm giao vàng lại cho người khác đứng bán sẽ phát hiện sự việc. Từ tháng 11 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, tổng số vàng mà Nhung đã lợi dụng chiếm đoạt là 2.389 nhẫn vàng loại 18K, gần 260 cây vàng, tương đương với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, chủ tiệm vàng nhận được thông tin các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có nhận cầm cố rất nhiều nhẫn vàng có ký hiệu của tiệm vàng Kim Hương I. Nghi ngờ nhân viên chiếm đoạt vàng được giao quyền quản lý rồi mang ra ngoài cầm cố, chủ tiệm vàng đã trực tiếp kiểm tra số lượng vàng đã giao cho các nhân viên quản lý thì phát hiện số lượng vàng giao cho Nhung bị thiếu hụt lớn nên đã trình báo cơ quan công an. Sau khi bị phát hiện, Nhung đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quyền sở hữu tài sản của đơn vị kinh doanh và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Cần áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Xét các tình tiết tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Thị Nhung 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Nhung phải tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền hơn 7,1 tỷ đồng sau khi trừ số tiền vàng bị thu giữ trước đó, đồng thời phải bồi hoàn cho các chủ tiệm vàng cầm đồ hơn 180 triệu đồng, số tiền mà Nhung đã dùng số vàng mình tham ô cầm cố trước đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can bị khởi tố vì liên quan đến vụ mang quan tài đến gây áp lực để đòi nợ chủ hụi xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Theo điều tra ban đầu, do bức xúc trước việc chủ hụi là bà Ngô Thị Loan Chi, 33 tuổi, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Trưa ngày 10 tháng 11 năm 2023, hàng chục người chơi hụi trong đường dây do bà Chi làm chủ đã dùng ô tô tải chở quan tài và mang theo vàng mã, nhang, loa di động đến nhà bà Chi trên đường Lê Văn Phấn, khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để gây áp lực nhằm đòi nợ. Nhóm người này mang quan tài chuối xanh, cáo phó, kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi đặt trước căn nhà bà Chi đang đóng kín cửa. Sự việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và người đi đường, khiến giao thông đi lại trên đường Lê Văn Phấn bị gián đoạn. Nhiều người còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp vụ việc trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, vào trưa ngày 6 tháng 11 năm 2023, những người này cũng mang chuối xanh, vàng mã, nhang đến khu vực trên để thắp nhang. Trong số các bị can bị khởi tố, có 13 người thuộc nhóm tham gia bàn bạc, góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi để gây áp lực. 5 bị can khác bị khởi tố với vai trò đồng phạm là nhóm những người tham gia bán quan tài, thợ ảnh. Tất cả 18 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ vỡ hụi do bà Ngô Thị Loan Chi tổ chức xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023. Những người tham gia đường dây hụi cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Loan Chi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Hưng, ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ca Đô, huyện Đơn Dương liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 14 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương báo cáo Công an huyện thông tin tiếp nhận 2 thiếu niên nghi bị truy sát. Trong đó một người đã thiệt mạng tên là Tăng Văn Phát, người còn lại bị trọng thương là Nguyễn Hoàng Lương Quyền, cùng 17 tuổi, ngụ xã Ca Đô, huyện Đơn Dương. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đơn Dương xác định Hưng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ sau 2 giờ gây án. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 14 tháng 4, Hưng đến quán tạp hóa gần nhà mua đồ thì gặp Phát và Quyền đứng trước nhà người thân của Quyền. Một trong hai thanh niên hỏi Hưng, đi đâu đó đại ca? Khi Hưng hỏi lại, cái gì ghê vậy thì bị một trong hai thanh niên tấn công vào vùng mặt. Lúc này, Hưng rút con dao mang sẵn trong người ra tấn công khiến cả hai bỏ chạy. Vụ việc khiến Phát mất mạng và Quyền trọng thương. Sau khi gây án, Hưng về nhà và bị bắt sau đó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!